Thưa quý vị, thưa các bạn, vượt qua kim ngạch xuất khẩu gạo và nhiều nông sản có thế mạnh, rau quả đang trở thành mặt hàng mang về giá trị lớn cho ngành nông nghiệp. Với 1,8 triệu hecta trồng rau quả và thị trường xuất khẩu tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, mặt hàng này đang được đánh giá là tiềm năng lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để chinh phục các thị trường khó tính, tăng giá trị xuất khẩu mặt hàng này phải không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, vượt qua những rào cản tiêu chuẩn khắt khe. Theo Bộ Công Thương, hiện nay tổng dung lượng của thị trường rau quả thế giới đạt khoảng 240 tỷ đô la Mỹ. Trong những năm qua, rau quả là một trong những ngành hàng xuất khẩu ổn định và có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp Việt Nam với mức tăng 26% một năm. Tuy nhiên, trong năm 2019, xuất khẩu rau quả đã không về đích như mục tiêu đề ra từ đầu năm, chỉ đạt 3,74 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí so với năm 2018 thì kim ngạch đã giảm 1,7%. Sự sụt giảm này là do giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, thị trường tiêu thụ nhiều nhất chiếm 64,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam, đã giảm sâu tới gần 13%, đạt 2,43 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu sang hầu hết các thị trường khác đều tăng, có thị trường mạnh trên 100% về kim ngạch như Lào tăng 655%, Indo tăng 284,8%. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 đã khiến nhiều ngành hàng xuất khẩu lớn, trong đó có rau quả bị ảnh hưởng, do Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực đang phải oằn mình chống dịch. Hoạt động xuất khẩu tại nhiều cửa khẩu bị gián đoạn, đặc biệt Trung Quốc đã cho tạm đóng cửa một số cặp chợ và lùi thời gian khôi phục hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới. Hiện nay là cái thị trường Trung Quốc đang bị chậm hoặc đứng chững là do cái dịch bệnh. Thì nói chung là cái thị trường Trung Quốc là một cái thị trường lớn, chiếm khoảng hàng năm chiếm khoảng 60-70% khối lượng xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Còn các thị trường khác thì nó chiếm khoảng 1/3. Thì trước cái tình hình khó khăn hiện nay thì chúng ta nên phải chuyển đổi lại cái cách trồng trọt. Và thứ hai nữa là tìm kiếm những cái thị trường mới để làm sao tăng cái khối lượng xuất khẩu cho những thị trường khác từ 30%, bây giờ chúng ta có thể tăng lên là 60-70%. Để xuất khẩu bền vững, con đường duy nhất của các nhà xuất khẩu rau quả Việt Nam là phải đa dạng hóa được thị trường, đưa hàng hóa đến được nhiều thị trường mới thông qua việc đẩy mạnh xuất khẩu xúc tiến thương mại. Mới đây, triển lãm công nghệ sản xuất và chế biến rau, hoa quả đã được tổ chức. Đây là triển lãm thương mại quốc tế dành cho chuyên ngành về công nghệ sản xuất và chế biến rau, hoa quả lớn nhất Việt Nam, thu hút đông đảo 150 doanh nghiệp đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong đó, các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển công nghệ cao dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp tham gia trưng bày như Hà Lan, Israel, Tây Ban Nha, vân vân. Triển lãm lần này là cầu nối giao thương quan trọng, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân tiếp cận công nghệ, nguồn giống sản xuất mới, đồng thời tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Năm 2019 vừa qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Mỹ, Thái Lan, Châu Phi đã có những tín hiệu tích cực. Như ở thị trường Mỹ, lần đầu tiên trái xoài của Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn để thâm nhập. Trong khi đó, thị trường Châu Phi cũng có nhu cầu ngày càng tăng. Riêng Thái Lan trong năm 2019, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 74,94 triệu đô la Mỹ, tăng 66,3% so với năm 2018. Với hiệu ứng tích cực từ Hiệp định EVFTA được Nghị viện châu Âu thông qua gần đây, Hiệp hội Rau quả Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới. Sắp tới đây chúng ta có cái Hiệp định Thương mại Tự do, rồi hiện trường Mỹ như vậy. Mà muốn đi được rau quả sang những cái thị trường này thì chúng ta đòi cái kỹ thuật rất là cao. Chẳng những cao về vấn đề trồng trọt mà phải cao về vấn đề đóng gói nữa. Phải làm sao hàng hóa chúng ta bảo quản được, đi được xa ít nhất phải từ 4 đến 50 ngày vẫn còn tươi tốt thì mới có thể đẩy mạnh được cái số lượng để bán ở những cái thị trường đó. Sản xuất và đặc biệt rằng là chế biến về rau hoa quả thì là một cái vấn đề rất là quan trọng ở Việt Nam, bởi vì là nó sẽ giúp cho là ngăn cản cái thất thoát trong sản xuất lương thực. Và trong khoảng 10 năm gần đây thì chính phủ Việt Nam rất là quan tâm đến cái việc chế biến sản phẩm, và rất là nhiều công ty của Israel cũng đã đến Việt Nam để mà tham gia vào cái chương trình là chế biến và sản xuất. Tôi thấy Việt Nam có nhiều công ty lớn và ngành sản xuất chế biến cũng đang phát triển. Hà Lan có thể giúp Việt Nam trong lĩnh vực chế biến sâu, và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU sẽ giúp Việt Nam nhiều về điều này.
Hiện Việt Nam cũng cần các nhà đầu tư lớn cho công nghiệp sau chế biến và đóng gói. Cùng với xuất khẩu, thị trường nội địa với gần 100 triệu dân cũng được xem là giải pháp hiệu quả. Do mức sống của người dân tăng lên đã kéo theo nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm rau quả nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng như xu hướng thế giới, người tiêu dùng Việt ngày càng có yêu cầu cao hơn về chất lượng của sản phẩm rau quả, nên doanh nghiệp cần nắm bắt để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Chúng ta có câu chuyện là còn hơi mải mê với câu chuyện xuất khẩu mà chưa quan tâm nhiều đến việc thúc đẩy thị trường trong nước. Chính vì vậy cho nên là sau những lần mà chúng ta gặp trục trặc trong xuất khẩu như là thời gian vừa qua thì chúng ta mới càng nhìn nhận rằng cái thị trường trong nước là rất quan trọng. Có mấy vấn đề mà chúng ta có thể phải tính toán kỹ đến cái thị trường trong nước. Thứ nhất là đừng nghĩ rằng thị trường trong nước là thị trường yêu cầu chất lượng thấp. Không phải là như vậy. Hiện nay các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì người tiêu dùng rất quan tâm đến chất lượng, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai nữa là chúng ta cũng làm tốt các cái chương trình xúc tiến thương mại ở trong nước để cái hàng hóa của chúng ta có thể đến được người tiêu dùng. Và thứ ba nữa là phải làm sao giảm được cái chi phí trung gian ở mức là cao thấp nhất. Để xuất khẩu bền vững, con đường duy nhất của các nhà xuất khẩu rau quả Việt Nam là phải đa dạng hóa được thị trường, đưa hàng hóa đến nhiều thị trường mới. Với thị trường quan trọng ngay sát vách, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm khắc các quy định mới về đăng ký vun trồng, bao gói đúng chuẩn, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng ở nhiều quốc gia, ngành rau quả Việt chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại khi xuất khẩu. Vì thế, về lâu về dài, giải pháp mở rộng thị trường mới ngoài Trung Quốc thì tiếp cận nội địa và nâng chất cho sản phẩm bằng đầu tư nhiều hơn cho chế biến sâu sẽ giúp ngành này phát triển bền vững.